Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa, tối qua ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với ông Nikai Toshihiro, hạ nghị sĩ, nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, đại diện các tổ chức Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt và nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt đã tích cực phối hợp thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, nhân dân hai nước trong nhiều năm qua, trong đó có quan hệ Thanh Hóa-Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ cho biết thêm, Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang có nhiều tiềm năng lợi thế cho sự phát triển, đặc biệt là sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh trong thu hút đầu tư. Do vậy, Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, các tổ chức và các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa. Ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, một lần nữa bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong quan hệ hai nước, đồng thời mong muốn trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, nông nghiệp, lao động và giao lưu nhân dân giữa hai nước, khẳng định quyền quyết định chọn Thanh Hóa để thăm trong dịp này, thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, đào tạo nguồn nhân lực của các địa phương Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Thanh Hóa, vùng đất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng. Trong 4 ngày từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chuỗi hoạt động nhân 701 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu. Lê Văn Hưu, sinh năm 1230, mất năm 1322, là người Kẻ Rị, huyện Đông Sơn, nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là nhà sử học đời Trần, tác giả bộ Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam và được xem là tiến sĩ khai khoa, bảng nhãn đầu tiên trong lịch sử đất nước. Đỗ khi mới 17 tuổi trong kỳ thi năm Đinh Mùi 1247 dưới thời vua Trần Thái Tông. Nhà sử học Lê Văn Hưu mất ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1322, được nhân dân lập đền thờ ngay tại quê nhà. Nhân 701 năm ngày mất của ông, huyện Thiệu Hóa tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, hội chợ trưng bày sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, các sản phẩm ô cốp và sản phẩm chủ lực của huyện Thiệu Hóa, tổ chức giải bóng truyền hơi các câu lạc bộ cúp Lê Văn Hưu lần thứ nhất, giao lưu văn nghệ quần chúng, các trò chơi, trò diễn dân gian, qua đó giáo dục truyền thống, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với nhà sử học Lê Văn Hưu, một nhân kiệt của quê hương Thanh Hóa, người có công khai dựng nền quốc sử cho dân tộc. Cách đây 69 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2023, những kỷ tích được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, với phương châm tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, Trung ương đã huy động trên 55.000 quân chủ lực, hơn 10 vạn người gồm lực lượng dân công, thanh niên xung phong và các lực lượng khác phục vụ chiến dịch. Chỉ với các phương tiện thô sơ, trong đó xe đạp thổ, gánh bộ là chính, quân và dân ta đã lập nên kỳ tích vượt qua núi cao đèo sâu dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù để vận chuyển gần 31.000 tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí quân dụng vào chiến trường Điện Biên Phủ. Trong thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, các loại pháo hạng nặng, cao xạ, hỏa tiễn của quân đội ta đã chế áp mạnh các trận địa pháo binh, ngăn chặn sự chi viện của không quân Pháp, tạo điều kiện cho bộ binh ở các tuyến hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và giành nhiều thắng lợi. Tôi rất là khâm phục và ngưỡng mộ người Việt Nam năm xưa trong cuộc chiến đánh đuổi thực dân Pháp. Người Việt và các chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã vượt những chặng đường dài gian khổ, mang được những vũ khí vào trong chiến trường này để giành giật và đánh thắng trận Điện Biên ngày xưa. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng, chống lại sự đô hộ gần 100 năm của thực dân Pháp trên đất nước ta, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay, tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục là động lực, nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân ta trên đường đổi mới, phát triển và hội nhập.
Bước sang quý 2 năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn do biến động giá cả, nguyên nhiên vật liệu, đầu vào tăng, chi phí sản xuất tăng, trong khi thị trường tiêu thụ chưa phục hồi. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt xây dựng các kế hoạch chiến lược kinh doanh cụ thể, tập trung ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, giữ ổn định việc làm cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất đã tăng mạnh. Điều này đã và đang tạo áp lực lớn cho việc duy trì và phát triển hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều giải pháp đã được các doanh nghiệp đưa ra như vừa tính toán, chủ động dự trữ nguyên vật liệu đủ sản xuất trong quý 2, vừa tăng cường đàm phán, thương lượng với đối tác khách hàng, cùng chia sẻ trong giai đoạn khó khăn, đồng thời tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với cái sự biến động thị trường đấy thì chúng tôi cũng luôn luôn cũng vẫn là theo cái điều hành linh hoạt và nắm sát cái tình hình thị trường, kể cả thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước, để là mình đưa ra cái sự chuẩn bị cũng như sự tồn kho cái nguyên liệu ở mức hợp lý, giảm các cái chi phí kể cả về thị trường cũng như là chi phí về quản lý và cái chi phí trong quá trình sản xuất, tiêu hao nguyên vật liệu vật tư để thế nào là có cái sức cạnh tranh trên thị trường. Các chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế thế giới và trong nước trong quý 2 năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng bứt phá nhưng sẽ cải thiện hơn so với quý 1. Trong lúc này, các doanh nghiệp cần chủ động theo sát tình hình, diễn biến của thị trường, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để hoạch định những chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là khi thời tiết thay đổi bất thường như hiện nay, để phòng chống và hạn chế dịch bệnh bùng phát, nhiều biện pháp đã được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cường triển khai. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, rà soát các hoạt động lưu thông, vận chuyển gia súc gia cầm nhằm hạn chế sự lây lan. Thanh Hóa có gần 1,2 triệu con lợn, 195.000 con trâu, 265.000 con bò và đàn gia cầm 23 triệu con. Chi cục chăn nuôi và thú y Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng liên ngành tuyên truyền để người chăn nuôi tiêm đủ vaccine trên đàn gia súc gia cầm, tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động lưu thông, vận chuyển, buôn bán giết mổ gia súc gia cầm và giám sát chặt việc ấp nở trứng gia cầm tại các cơ sở. Tăng cường các cái hoạt động giám sát tại các cái cơ sở giết mổ, các cái chợ kinh doanh động vật tươi sống và các cái trang trại, giám sát tại các trang trại và đồng thời hướng dẫn cho bà con tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, trong đấy tập trung vào cái kiểm soát các cái dịch bệnh bằng các cái nguồn hóa chất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tại một số địa phương trong tỉnh vẫn xảy ra tình trạng chủ quan, chưa chú trọng đến công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Điển hình là đợt tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2023. Mặc dù đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4, nhưng tỷ lệ tiêm phòng đối với gia cầm mới chỉ đạt trên 70%. Nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành tiêm phòng như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với phụ huynh và học sinh lớp 8, lớp 9 nhằm trao đổi làm rõ những băn khoăn vướng mắc trong dạy và học, những vấn đề mà phụ huynh, học sinh quan tâm. Tại buổi đối thoại, phụ huynh học sinh đề nghị lãnh đạo phòng giáo dục và nhà trường giải đáp một số điểm mới về xét tuyển nguyện vọng 2 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, tư vấn việc đăng ký nguyện vọng dự thi, cách thức đăng ký, rút hoặc đổi nguyện vọng. Phụ huynh học sinh cũng đề nghị ngành giáo dục huyện Đông Sơn cần có thêm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đề nghị nhà trường có nhiều cách làm cụ thể, hiệu quả để quản lý học sinh, nhất là học sinh lớp 8, lớp 9 đang ở độ tuổi có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý. Đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm đầu tư thêm một số hạng mục cần thiết cho nhà trường. Một số ý kiến cũng đề nghị tổ chức dạy thêm hợp lý, giúp nâng cao học lực nhưng phải đảm bảo sức khỏe của học sinh. Đại diện lãnh đạo nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đông Thịnh đã trả lời những câu hỏi, kiến nghị của phụ huynh và học sinh. Việc tổ chức buổi đối thoại nhằm tăng cường sự trao đổi, lắng nghe và phối hợp giữa gia đình nhà trường, địa phương trong việc quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh, trao đổi những thông tin cần thiết về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Đây là hội thi đối ngoại thí điểm, tiến tới sẽ được nhân rộng ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đông Sơn.
Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.